Vào thời điểm này, rất nhiều hội chợ trò chơi đang diễn ra tại khắp các quận hạt khác nhau ở khu vực thủ đô nước Mỹ, thu hút đông đảo các gia đình tới tham dự bất kể là ngày thường hay cuối tuần. Tới với những hội chợ như thế này, mọi người có thể tham gia vào đủ mọi loại trò chơi khác nhau, từ những trò chơi mạo hiểm dành cho thanh thiếu niên, cho tới những trò chơi vui nhộn cho trẻ nhỏ và các loại trò chơi có thưởng. Không những thế, tới với những hội chợ trò chơi này, người ta còn được trải nghiệm một không gian đầy màu sắc, sôi động và mang một chút hơi hướng hoài cổ. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự hội chợ này. Điều ấn tượng nhất là hội chợ này mang nhiều nét của một hội chợ trò chơi cổ điển, rất đáng để trải nghiệm. Riêng tôi hôm nay may mắn, tôi đã thắng được chú hổ trắng nhồi bông khổng lồ này từ trò chơi bắn súng có thưởng. Bạn nhìn đây này, rất vui và thú vị. Những hội chợ trò chơi như thế này ở khu vực thủ đô Washington DC thường được tổ chức vào dịp tháng 8 hàng năm, ngay trước thềm năm học mới. Vì thế mà các bậc phụ huynh thường tranh thủ đưa con tới vui chơi vào những buổi chiều muộn sau khi tan làm về. Khu vực thủ đô nước Mỹ là một trong những vùng có đời sống văn hóa tinh thần đa dạng và đầy màu sắc. Và những hội chợ trò chơi như thế này đã tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn. Tham gia hội chợ trò chơi là một thói quen của rất nhiều gia đình và các bạn trẻ ở đây. Rất là vui khi tới đây. Tôi không chỉ thích sự náo nhiệt ở đây, mà còn thích cả các món ăn được rất nhiều quầy hàng ở đây bày bán. Bạn gái tôi đây này, năm nào cũng rủ tôi tới đây. Tôi thích lắm. Năm nào tôi cũng phải tới đây, dù bận bịu đến mấy. Và năm nào tôi cũng có được những phần thưởng nhỏ nhỏ cho riêng mình như thế này. Các đơn vị tổ chức hội chợ trò chơi thường là lưu động. Họ đi khắp các tiểu bang trên nước Mỹ để phục vụ các gia đình và thường ghé khu vực thủ đô nước Mỹ trước mùa tựu trường. Thường thì mỗi hội chợ như thế này sẽ diễn ra trong vòng từ 1 đến 2 tuần để các gia đình có đủ thời gian cho con trẻ tới vui chơi trước khi hội chợ đóng cửa và di chuyển sang một thành phố hay tiểu bang khác để phục vụ cư dân địa phương nơi đấy.